xin chào tất cả mọi người. Chào mừng cả nhà đã đến với kênh Mèo và Sam Cuộc Sống Rajin. Mấy ngày hôm nay là bên Rajin mưa liên tục luôn cả nhà. Và hầu như là ngày nào cũng có mưa hết. Thì mình thấy hôm nay trời có vẻ như là không có nắng, cũng không có mưa. Thế là mình mới rủ chồng mình đi chơi. Thì mình qua rước mẹ chồng để đi đến một cái nhà hàng mang phong cách đồng quê để ăn trưa mọi người. Và theo như mình biết thì cái nhà hàng này nằm ở vùng ngoại ô thành phố Hồ Genji, nơi mà mình đang sống. Nói chung là cái nhà hàng này có đậm chất đồng quê luôn á cả nhà. Nó có nhiều thứ rất là hay ho, rất là đẹp cũng như rất là thú vị. Thì bây giờ cả nhà hãy đi cùng với mình để xem cái nhà hàng mang phong cách đồng quê ở bên Brazil có giống với Việt Nam mình hay không nha. Thank you.
Ở đây giống như là nhà hàng mà nó có đồng quê á cả nhà. Nhà hàng mà dạng nhà hàng đồng quê á đó. Ở đây á, nếu mà mọi người mấy cái hồ này nè có cá hết nè. Đó là cuối tuần á là người ở thành phố họ sẽ tới đây họ ăn trưa với họ thư giãn luôn. Với cái cảnh quê như thế này. Họ có thể cần câu này nè là họ thuê. Họ thuê cần câu họ câu. Nếu mà dính cá á, thì họ sẽ tính cái con cá đó theo ký rồi họ sẽ tính tiền cả nhà. Ngày hôm nay là mình đi ngay dịp ngay lúc mà trời mưa quá trời luôn đó, mưa quá trời mưa luôn cả nhà ơi. Thì mình nhớ cái địa điểm này á là cái địa điểm đầu tiên mà khi mà mình đến Brazil á, thì đây là chỗ mà chồng mình dẫn mình tới đây đầu tiên luôn, khu vực mà đầu tiên mình tới đây. Đây thiệt ra cũng không có gì ngoài câu cá. Ai mà thích câu cá thì hay tới đây lắm. Hoặc là mọi người có thể thuê cái chỗ này để gọi là picnic cả nhà, kiểu như mình nướng thịt đâu đó. Mình có thể thuê cái khu vực này, tại vì ở đây phía sau á là đó, phía bên này nè, đó cái nhà đó đó là cái chỗ cho mọi người có thể đến vào cuối tuần để làm thịt nướng, đi cả gia đình đó. Hồi trước là mình tới cái chỗ bờ hồ này mình ngồi nè cả nhà đó, mà mình đi vào ngày đẹp trời lắm, ngày hôm nay mưa rồi. Brazil mưa hả, nay mấy ngày nay rồi chưa có tạnh luôn á. Mưa cứ mưa lầm râm gì hoài nè cả nhà, mà nó lâu tạnh giả mang. Hồ này cá nhiều lắm nè. Ở đây ăn á, nhà hàng này á là mình ăn kiểu dạng buffet nha cả nhà. Mình ăn chừng nào mình no thôi, vì mình trả đúng số tiền đó thôi. Khu vực bên đây là có hồ bơi đó, có hồ bơi với lại đánh pizza. Ở đây có cây cam, mà cây cam nhỏ xíu rồi cả nhà, chồng mình nói nó ngọt ngay à, không biết ngọt không nữa, để kêu chồng mình hái. Ê, chồng mình hái mình ăn thử cái cây cam nó ngọt cỡ nào, mà chồng mình nói cam này ngọt ngay. Mưa nên là hái mà không mấy là nước nó nhiễu xuống nè. Cam gì nè cả nhà, này trái quýt chứ trái cam gì trời, mà nhỏ xíu xíu à, không biết ăn ngọt không nữa. Tại bữa nay mình đi vào lúc thời tiết nó không được đẹp á, chứ thời tiết đẹp á là mình với chồng mình câu cá cả nhà. Cá đây bự lắm, mình mà câu dính con nào là mình đem con cá đó lên mình cân ký rồi mình mang về, nhỏ thì mình thả ra. Đây nè, ngồi cái chỗ này nè, ngồi cái chỗ này câu cá là hết sảy luôn. Mà bữa nay trời mưa, ôi mưa quá trời mưa luôn, đẹp không mọi người? Đó, đây gọi là nhà hàng phong cách đồng quê. Cái chỗ mà mình đi ngày hôm nay là ngoại thành của thành phố nha mọi người. Nó cũng ráp danh với thành phố luôn, kế bên thành phố luôn á. Kiểu như là họ mua một khu đất rộng thì rộng, xong cái họ đào ao nuôi cá nuôi gà đồ, làm theo kiểu nhà hàng đồng quê á. Tại vì người Brazil á, thì cuối tuần họ sẽ thích đến những cái chỗ như thế này để ăn uống nghỉ ngơi thư giãn á mọi người.
ở đây á, mọi người thấy họ sẽ trồng rau, nuôi cá. Ui, mình phát hiện có cây thơm nè cả nhà. Đó, họ sẽ trồng rau, nuôi cá, nuôi gà đâu. Người Brazil rất thích ăn covid nha cả nhà. Covid là dịch tiếng Việt Nam là cải rổ á, cái cải rổ á. Đó, họ sẽ hái lá vô họ xào ăn, ngon lắm cả nhà. Rau tươi tốt giả mang. Không biết rau này rau gì nữa. Mã lông không à. Salad. Ui, salad này cuốn thịt nướng ăn bá cháy luôn. Hành. Đây, họ nó nuôi gà vậy nè cả nhà đó. Nhà hàng phong cách đồng quê. Mấy gà này nè. Ở đây gà họ nuôi họ cho ăn ngô cả nhà. Bắp á. Gà. Gà này ăn mới ngon nè, chứ gà mà mua siêu thị ăn đâu ngon đâu. Ôi, nhìn vườn rau của người ta trồng mà thấy mê vậy trời. Thấy phái ngang xương rồi đó. Đó, này củ củ gì củ dừa. Dưa leo. Mấy dây dưa leo muốn chết hết rồi. Cà tím. Cà tím nè, mọi người. Ơi ơi, mấy trái cà tím nhìn thấy cưng quá. Trái cà nè. Cà này mình hay vô siêu thị mình mua về mình kho cả nhà. Cà này kho ăn ngon lắm, giống như trang cà trắng của mình vậy đó. Khoai tây. Trồng khoai tây nè. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video của mẹ Sam. Hẹn gặp lại cả nhà những video tiếp theo. Nếu cả nhà thích video, hãy nhấn nút like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho hai mẹ con mình thật nhiều nha. Bye bye và xin chào tạm biệt.